Đó ngày thì một phí bì khai cùng phía cho năm phí bọn một phí nơi vị trí bản đồ nâng sở là cây là bà toát tờ lệ bà tì. Ok, chẳng bà này tha cứ kháng xã hạ bọn bà toát cầm bà chía nâng nâng riêng chóng cầm bà chí ni đồng bây cử có đôi chia ca vật vơn và chạy cả tế cứ bọt bị sao thamay thamay nâng nông ca riêng chóng ôi cử miền gồm rạch xì cái vật vơn nâng nông ca đã riêng chóng đồng bà toát Campuchia dân xa dự thông bay mà đồng tiết có đôi chia dụng với chuân nâng ở xa là bà toát tờ lệ bà tì dự bà xe cứ thân nào để mà đồng nâng cứ chạp đá ấm hỡi cứ tăng bị thằng ngày thì đọc đó thằng ngày thì mà phí phí khai cùng phía cho năm phí bọn một phí ní cứ cầm phong tay giá bọn riêng cho em dạng dục chất tục đạo hay tệ tôn tư nâng lý đá cứ tì liền bà toát xa là đồng rộng từ bàn tì tăng nơi nông vô xe lây cầm phong spư nơi nông khai cầm phong spư chia tà ràng tì bầm buồn hai đài là cầm phong tài nâng đồng nở ca sang soạn đôi xa hạ bọn bà toát Campuchia hơi cơ rôn nâng bình chọp nha khai khẳng mục lý sạp chạm chân bà này tha nơi bà tí dân miền tì liền rùi xa rạch hơi dùm này chai xa là cầm rù có đôi chia đồng rộng từ nơi cầm khai cầm bông spứ á nè cầm bông tài riêng cho em thua xa nạp thầm mây hay nâng tì liên mối đồng bầy ở viên xoắn đá nè hay mùi tiết nó cứ bình chi chung mua cả lá co có đôi chia trong đặc chiết ôi đọc bầm bốn cho nằm rồi bầu phát đông vật hạt đồng bầy châu rùm ca bọc cua đọc bầm bốn chập hèn à diễn ôi đọc bầm bốn cái đó football tournament nè nè nơi bà tế chập bồn chạp bì thường ngày thì một phầy bốn khai cùng phép đó thường ngày thì bốn mị nìa cho nam bì bọn một phầy khẳng mục này chẳng cơm bông tài vật hạt triêm bà đọc cuốt có đôi chìa châu rùm nơi bà tế chập bồn nè hơi nâng triêm bà đọc cuốt nơi bê chạp chạp nì nơi khăn ông biên đồng bọn nè phòng này nơi bà tế chập bồn hơi bình chi chú mua đài miễn nốt miễn đôi chìa tì môi cư tu sở rọt tí pi cư ở phần sục khá cắt bích rết xây hên chăn xa ra bích vô tổ là ni mô sta vã phá so ra tần á nhâm li hô li ma el chăn sục hia kéo đám lâm bụt lâm bị sật rút đà ra bích chăn mê tá rọt xâm náng loàng lá lim run redmin chân cả là cô tiền phần màn đại dương bàn thì một ní cư chìa sạch tại chìa cả là cô thamay hai cô đôi chìa chùm ra dụng vật chân cao mà dụng đọc bằng buồn cho nam á nâng triêm bà cuốt nơi bà tê chụp bọn là thường ngày thì một phầy buôn khai cầm phép đó thường ngày thì buôn mị nia cho nam phì bọn một phầy nơi bà tê chụp bọn chân bông bọn chăm tôi sản đang ở khả ní hơi cả là cô đang đọc bằng bầy nhạc đại miền chú mua nơi khả nông ca bà cuốt ní cư sạch tài thân nào dụng vật chân có đôi chìa cả là cô thamay đọc bầy dường bằng cao anh xa mặt đập hiếp có đôi chìa bằng rông tếp cơ xoa có đôi chìa tích nịch và chạy cả tê thamay xâm rạp cả là cô nè ok ơi mùi bên tiết nó cứ ở miền này tha trong chùm đặc chiết Campuchia dân ôi chút thống á nè bông bông cầm bông tài triêm đáy triêm nâng bà cuốt cho mùi nâng bà rãi nơi tập đầy ở chân bà này tha ô xung tóc bông bông cầm bà cuốt cho mùi nâng bà rãi nâng ở răng triêm bà cuốt vẹ chùm rù vẹn khám phí bọn một phí phí nơi bà tê khả tá nè trong chùm đặc chiết Campuchia nâng chắp đá âm rồi một đồng vật hạnh nơi thường ngày tì đọc rồi mùi khai bị nia cho nam phí bọn một phí khẳng mục ni xâm rạp tư riêm bà cuốt chìa môi nâng bà rãn chúng ta chết bà rãn hơi nâng ả rõng xâm rạp ca bà cuốt vi pha vật khắp cắt tá bì bòn mà phê bì vẽ chùm rút chung tì bì chẳng bà này tha Campuchia dưỡng cư bàn thật lẽ thứ hai phần tay ảnh đi cư chìa ca bà cuốt bằng cổ cách đồng bây ở kia hơi tha cổ cách bà cuốt
ธรรมดาการประกวดในมวยมวยยังถ้าการดูตักใดจังนะโดยเฉพาะไรนี่ยังบานประกวดในขนมตักใดว่ายังในสัตว์องค์ปัจจัยให้ร้องก็ยังบานประกวดหัวใจจังในการพลัดพดูตักใดมาดูเตี้ยเตี้ยยังหนึ่งบรรจบในการประกวดเวียชมรุ่นในห้องได้ហើយក្នុងនោះមានពីរក្រុមនេះបងប្អូនចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការប្រកួតទី1គឺអុយក្រោមអាយុ19ឆ្នាំគឺនៅប្រទេសជប៉ុនដើម្បីពានរង្វាន់មួយនៅប្រទេសជប៉ុនណាណាហើយទី2នោះគឺឈុតធំនឹងត្រូវប្រកួតដើម្បីវគ្គជម្រុះនៅប្រទេសកាតាដែលជាវគ្គជម្រុះ FIFA World Cup កាតា2022ណាយើងនឹងត្រូវជួបបារ៉ែនហើយនឹងអេរ៉ង់โอเคចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូននៅក្នុងការតាមដានព័ត៌មានយើងខ្ញុំទាំងពីរតកតងទៅនឹងការប្រកួតនេះផងដែរហើយអរគុណច្រើនក្នុងការតាមដានព័ត៌មានយើងខ្ញុំហើយបងប្អូនណាដែលមិនទាន់ Subscribe ណាសូមជួយ Subscribe លើ Channel យើងខ្ញុំហើយចុចសញ្ញាក្តឹងដើម្បីតាមដាននូវរាល់ព័ត៌មានជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe ចុច Like ចុច Share ផងដើម្បីតាមដានរាល់ព័ត៌មានថ្មីៗតកតងទៅនឹងព័ត៌មានបាល់ទាត់ជំនាញពិភពលោកជាពិសេសគឺនៅទ្វីបអាស៊ីរបស់អូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនកុំសង្ឃានដែលអភ័យទោសចំពោះការអានឬការនិយាយទៅមានការលឹះលោះខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាមួយសូមបងប្អូនអធិស្ឋានទាំងអស់គ្នាអូខេបាយបាយ